Một quán bánh canh kỳ lạ nhất Sài Gòn, một ngày bán mấy trăm tô, từng phủ sóng nập hết cái nền tảng. Đây là quán bánh canh càng cúm nằm tại quận 3. Ngoài càng cúm ra thì còn có xào điệp, mực và các loại chả. Độc lạ là cái càng cúm này nè, bình thường tôi chỉ nghe bánh canh càng cua càng ghẹ chứ lần đầu tiên tôi nghe bánh canh càng cúm. Và sợi bánh canh của cô là bánh canh bột sắt. Cô có bán 3 loại, canh chả cá sẽ có giá là 30.000, tô thập cẩm sẽ có giá là 40.000 và tô đặc biệt sẽ có giá là 50.000. Tô tôi gọi là tô đặc biệt nha. Trời ơi, cái mắm mè với ớt riêng của cô đúng đỉnh luôn. Tô đặc biệt sẽ có đầy ủ topping, hai cái càng cúm, 3 miếng chả chiên, 3 cục chả viên chiên, một con mực lớn cắt đôi và rất là nhiều sò điệp luôn. Chả của cô rất là ngon, dai dai sực sực, rất là to, ăn không bị bở. Sò điệp thì nhiều quá trời nhiều luôn. Bánh canh của cô là bánh canh bột sắt nữa, ăn dai dai đúng gu tôi luôn nha. Nước lèo thì đậm đà, ngọt mùi hải sản. Đặc biệt là cái càng cúm bên cô rất là to luôn, thịt chắc và ngọt. Nói chung là đồ ăn chất lượng mà giá này thì cực kỳ hợp lý. Bởi vì tô đặc biệt tôi thấy quá nhiều luôn, mình tôi ăn không hết nha. Quán nằm đối diện chùa Kim Cương nha. Nhắc tới cháo sườn thì không thể nào mà quên được cháo sườn ông Tạ, bán hơn 40 năm. Đây cũng là quán cháo sườn ngon nhất nhì ở Sài Gòn. Quán cháo này nằm ở trên con đường Phạm Văn Hai ở quận Tân Bình. Chiều chiều mà đi ngang qua cái đoạn đường này là thấy ngay cái chỗ quán này nó đông nghẹt luôn mọi người. Ngày trước thì ở đây chỉ là cái xe thôi, giờ không có chỗ ngồi lại. Còn bây giờ thì mình có thể ngồi lại ăn được rồi. Cháo ở đây được xay nhuyễn mịn, chỉ có duy nhất một món cháo sườn thôi. Ngoài ra mình cũng có thể kêu thêm topping là thịt băm, trứng bắc thảo và trứng gà. Cuối cùng sẽ rắc lên thêm hành phi và ngò. Cô biết tôi thích ăn hành phi hay sao mà cô bỏ quá chừng hành phi luôn. Thích ăn cay giống tôi thì bỏ thêm ớt với lại sa tế như vậy. Vô. Cháo khá là đặc luôn đó nha mọi người. Sườn nó được hầm chín sẵn sau đó là bỏ vô chung cái nồi cháo luôn, nên là cái sườn này ăn rất là mềm. Khuyến khích mọi người là kêu thêm một cái trứng gà như vậy nữa. Khi mà trộn đều với cháo ăn rất là béo luôn nha. Đối với một đứa con gái như tôi thì một tô như vậy ăn rất là no luôn. Tại vì trong một cái tô này nó rất là nhiều sườn luôn. Cái phần tôi ăn có cái trứng gà nữa là 35 cành khá là ok luôn nha. Mọi người có thể đến đây thử nha. Nổi tiếng vì có viên chân cho siêu to khổng lồ. Milo dầm gì mũi bây giờ như thế nào? Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Tính ra cái món Milo dầm này cũng không quá xa lạ với mấy bạn luôn á. Nhưng mà có mấy ai chịu cảnh xếp hàng khách đông nghịch người để ăn viên chân châu to xỉu này một lần trong đời. Chưa kể khi đến mua, mặc dù khách đông nhưng mà chưa bao giờ thấy gì khó chịu với ai. Cách nói chuyện dễ thương của dì cũng là lý do quán càng ngày càng đông. Dì đồng hành với mấy bạn học sinh này qua nhiều thế hệ, thấy dì gọi mấy bạn bằng con cháu á mà. Xe Milo thì tuy bé thôi mà giờ tan trường thì đông kinh khủng. Mỗi ly của dì là từ 15 tới 25k, dễ chọn và ly lớn lắm. Ngoài đây còn có trà tắc, trà sữa và nhiều món lắm. Nhưng mà mình thấy đặc biệt là cái ly Milo dầm chân châu to tự làm này. Mấy bạn ai mà muốn ngọt hay vừa thì dặn dì để dì làm theo đúng ý nha. Tính ra là dì bán được hơn 10 năm rồi, nhưng mà gần đây mới tự làm viên chân châu to đùng này, được nhiều người yêu thích. Dì còn nói là viên to như này ăn cho sướng miệng. Chân châu lúc nào cũng được giữ ấm và ngày nào bán hết ngày đó luôn. Milo thì thơm béo nhưng mà cũng không quá đặc biệt. Chân châu thì mềm to và rất là đặc sắc nha. Kết hợp cả hai lại thì mình chấm 9/10 điểm nè.